Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội mừng kính Thánh Monica. Ngài là một người mẹ mẫu gương cho mỗi người chúng ta. Trong đời sống của Ngài, có lẽ trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm khác nhau, nhưng điều căn cốt mà Thánh nữ Monica vẫn trung thành đó chính là tin tưởng tuyệt đối vào tình thương của Thiên Chúa. Và với sự kiên trì của Ngài, người con duy nhất có thể gọi là như vậy, và đồng thời là một người con đi lạc xa đường với giáo hội, đã quay trở về và trở thành một vị thánh lớn, góp công rất lớn trong đời sống của giáo hội, chính là Thánh Augustino. Xin cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay khi mừng kính Thánh nữ Monica, chúng ta cũng nhìn lại ơn gọi của mình trong đời sống đức tin, trong sự kiên trì và trong sự cố gắng, để chúng ta có thể noi gương Thánh nữ Monica để đến gần với Chúa, và đồng thời chính Chúa sẽ làm cho chúng ta trở thành xứng đáng và trở thành khí cụ tuyệt vời của Ngài. Hiệp dâng trong thánh lễ sáng hôm nay, xin cộng đoàn cùng hiệp ý với những ý nguyện. Cầu cho linh hồn Đa Minh Phạm Hiền, Anna Maria Nguyễn Thị Hạnh, Gioan Bautista Trần Kim Quang, Giuse Trần Bình Hải, Louis Thomas Trần Đắc Lân mới qua đời, Maria Nguyễn Thị Huyền, Maria Nguyễn Thị Liễu nhân lễ dỗ, Maria Phạm Thị Cài, Maria Phạm Thị Đông, Maria Bùi Thị Cậy nhân lễ dỗ, Maria Nguyễn Thị Hiệp, linh hồn Bartolomeo nhân lễ dỗ, Đinh Văn Phán xin ơn bình an, một người xin ơn bình an cho công ăn việc làm. Mary Nguyễn xin tạ ơn Chúa, Đức Mẹ Maria và xin ơn bình an cho gia đình. Cầu cho linh hồn Giuse Nguyễn Bá Nhược mới qua đời. Cầu cho linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, nội ngoại, các linh hồn thân nhân và ân nhân và các linh hồn. Để cho những ý nguyện chúng ta dâng lên Thiên Chúa xứng đáng được Ngài chấp nhận, giờ đây chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng an ủi những ai sầu khổ, Chúa đã đoái thương nhận lời Thánh Monica khóc than cầu khẩn, mà cho con bà là Augustino được ăn năn trở lại cùng Chúa. Xin cũng nhận lời hai thánh truyền cầu
mà cho chúng con biết thực tình ăn năn thống hối để được Chúa khoan hồng thứ tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người là đấng hằng sống hằng trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài chiết thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em thử nghĩ lại xem, khi anh em được Chúa kêu gọi, thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh. Những gì thế gian cho là hèn mạt, không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có. Hầu không một phàm nhân nào mà dám tự phụ trước mặt người. Phần anh em, chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Kitô Giêsu, đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, đấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã thánh hóa và cứu chuộc anh em, hợp như lời đã chép rằng: ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa. Đó là lời Chúa. Hòn phung thay dân nào Chúa cho làm gia nghiệm. Hòn phung thay quốc gia đưa Chúa làm Chúa tể. Hòn phung thay dân nào người cho làm gia nghiệm. Từ trời cao nhìn xuống, Chúa thấy hết mọi người. Chúa đè ma trăm năm người kính sợ Chúa, kẻ trong cây vào lòng Chúa yêu thương, hầu kêu họ khỏi tay thần chết và nuôi sông trong bụi cơ hàng. Tâm hồn chúng tôi đời trong Chúa, bởi người luôn che chở phù trì. Vâng, có người chúng tôi mừng rỡ, vì hằng tin tưởng ở thánh danh. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Bấy giờ Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.
ông đưa cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần, đưa 5 yến khác và nói: Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: Khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: Khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế tôi đâm sợ mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này. Ông chủ đáp: Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các người hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến. Vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta mừng kính Thánh Monica. Có lẽ chúng ta thấy cuộc đời của thánh nữ có những điều tương đồng với những gì được trình thuật lại trong cuộc đời của Đức Maria. Tại sao? Ít nhất chúng ta cùng suy nghĩ về 2 điều. Thứ nhất là sự chịu đựng. Thứ hai là sự kiên trì. Sự chịu đựng hiểu theo 2 nghĩa tích cực và tiêu cực. Nếu Đức Maria chúng ta thấy một sự chịu đựng ở trong hành trình cuộc đời của mẹ, khi trước khi lãnh nhận lời truyền tin và sau khi lãnh nhận lời truyền tin, cho chúng ta thấy gần như hoàn toàn là niềm vui. Và đồng thời, những gì mà được diễn tả hay được nói đến trong cuộc đời của mẹ Maria thì hoàn toàn ít thấy điều tiêu cực. Nhưng đối với thánh nữ Monica, chúng ta lại thấy cả 2 khía cạnh này. Trong cuộc đời của thánh nữ, sự chịu đựng được diễn tả qua nơi chính người chồng và người con, gần như hoàn toàn là những điều tiêu cực hơn là những điều tích cực. Và sự chịu đựng ấy xem chừng có thể gọi đến một mức độ gọi là tràn ly, nhưng không phải như thế. Chúng ta thấy được diễn tả trong quyển tự thuật hay là tự thú của chính Thánh Augustino nói về người mẹ của mình. Một người mẹ cam chịu, và nếu nói theo ngôn ngữ của người Á Đông
thì là một người đúng nghĩa là người vợ, người mẹ trong gia đình. Lẽ tất nhiên với con mắt của người phương Tây thì điều đó không đúng hay là không phù hợp. Nhưng với thánh nữ Monica, tại sao và nguồn lực nào để cho thánh nữ có thể cam chịu đến tột đỉnh như vậy? Thưa, bởi vì một niềm tin vào Thiên Chúa, và cũng chính niềm tin ấy đã thôi thúc trong lời cầu nguyện để rồi thánh nữ có thể chu toàn bổn phận và trách nhiệm của một người vợ và một người mẹ. Hình ảnh thứ hai đó là sự kiên trì. Sự kiên trì ấy cho chúng ta thấy rằng nơi cuộc đời của thánh nữ và nơi mỗi người chúng ta cũng vậy thôi, không bao giờ là những con đường bằng phẳng và không bao giờ là những con đường trải hoa hồng. Nó đầy những hố, những ổ voi, ổ gà, đầy những hố sâu, đầy những núi đồi, đầy những bất trắc, mà những thứ ấy có khi do chính mình, có khi do người khác. Và chúng ta được gọi mời để vượt qua những rào cản ấy. Thánh nữ Monica cũng đối diện với chuyện ấy. Một người chồng đã không gọi là chăm sóc cho gia đình, cho vợ, cho con, lại chè chén say sưa về đánh đập vợ con, phá nhà phá cửa. Rồi được thằng con xin lỗi khi dùng chữ này, tại vì Augustino khi còn nhỏ là một đứa gọi là nổi tiếng trong xóm, phá làng phá xóm. Và thánh nữ Monica kiên trì, vừa chịu đựng vừa kiên trì để đối diện với những điều đó trong lời cầu nguyện và xin Chúa để cho mình có được sức mạnh vượt qua những điều mà mình đang phải đối diện ấy. Mẹ thánh nữ Monica không thất bại hay thất vọng trong điều mà thánh nữ tin tưởng nơi Chúa. Để rồi chính những gì mà sự kiên trì ấy diễn ra, người chồng của thánh nữ đã trở lại đạo trước khi chút hơi thở cuối cùng. Và rồi người con khi chứng kiến cái chết của người cha bỏ nhà đi để đến một nơi khác, và cũng nơi đó trở thành một gọi là một người không ra gì. Và đồng thời với những kiến thức được Chúa trao ban, Augustino thay vì để phục vụ giáo hội thì lại phục vụ những bè rối và có thể gọi là quay lại chống lại giáo hội nữa. Monica tiếp tục để lên đường, lên bước đường hành trình ấy để tìm kiếm và tìm lại người con của mình. Và kết quả là gì? Khi chứng kiến người con quay trở lại với giáo hội, thánh nữ Monica đã trút hơi thở cuối cùng trong chính vòng tay yêu thương của người con ấy. Và người con ấy cũng lại trở thành một vị đại thánh trong giáo hội, Augustino. Thưa cộng đoàn, con muốn lấy hai hình ảnh Đức Maria và thánh nữ Monica để diễn tả những sự tương đồng cho chúng ta, và đồng thời chúng ta cũng nhìn thấy sự tương đồng của chính mình nơi Đức Maria hay thánh nữ Monica mà chúng ta đang đi trên con đường của mình ngày hôm nay. Thật sự chúng ta thấy sự tương đồng ấy xem chừng lại gắn kết với những gì chúng ta vừa nghe trong trích đoạn tin mừng. Ai đã có thì được cho thêm, và ai mà không có thì cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Chúng ta nghe đoạn này khá là mâu thuẫn. Cái gì đã có thì lại cho thêm, mà cái gì không có lại bị lấy đi. Bởi vì một sự kiên trì hay là một sự chịu đựng mà người tôi tớ trung tín đối với Thiên Chúa khi được trao phó làm chu toàn bổn phận của mình với những điều ấy,
và thánh nữ Monica đã chu toàn điều ấy, và như vậy thánh nữ được cho thêm. Còn những ai không có thì lại bị lấy mất đi, bởi vì họ không kiên trì, họ không chu toàn bổn phận, thì cái được trao cho ban đầu, tức là tất cả những thứ được gọi nôm na nó là những hạt giống, hay là gọi là nén vàng, nén bạc, mà chúng ta được Thiên Chúa trao cho mà mình không chu toàn hay làm sinh lời từ những nén vàng, nén bạc đó, thì Thiên Chúa sẽ lấy lại. Thánh nữ Monica được Thiên Chúa trao cho những ân sủng, khả năng, và đồng thời một cách thực hiện rõ ràng nhất là những gì mà thánh nữ đã phải sống, hay là qua chính gia đình của mình. Chúng ta cũng vậy, mỗi người chúng ta có những điều đó đã trở thành sức mạnh và niềm vui, bình an, hạnh phúc. Tất cả những thứ ấy đòi hỏi chúng ta phải vun đắp chu toàn những thứ mà chúng ta có, làm cho tất cả những gì chúng ta đang có trở thành nguồn vững, nguồn sức mạnh, để qua đó chúng ta có thể nhận ra được ơn Chúa. Xin cho tất cả mỗi người chúng ta biết kiên trì và chịu đựng với những gì mà chúng ta đang bước đi, để rồi trong sự chịu đựng và kiên trì ấy, chúng ta sẽ được Thiên Chúa đỡ nâng và phù giúp như thánh nữ Monica, để rồi chính khi mỗi người chúng ta chu toàn bước đường hành trình này, ắt hẳn cuối con đường ấy là vòng nguyệt quế của người chiến thắng. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện đi, hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng tiền của lễ này để kinh nhớ thánh nữ Monica. Xin Chúa thương chấp nhận mà tha thứ tội lỗi chúng con và ban cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa dùng đời sống đức tin kỳ diệu của các thánh như một năng lực luôn luôn mới, mà làm cho hội thánh nên phong phú, và Chúa tỏ cho chúng con thấy những dấu chứng thật chắc chắn về tình yêu của Chúa.
Hơn nữa để hoàn tất chương trình cứu độ, chúng con được gương sáng đặc biệt của các ngài thôi thúc và luôn được các ngài xô sang chuyến cầu trước nhan Chúa. Vì thế lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi ký nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Micael chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế, và theo thế thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng: Và tha nợ chúng con
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong ngày lễ kính Thánh Monica, Chúa đã dùng bí tích thánh thể nuôi dưỡng chúng con. Xin cho bí tích này vừa đem lại ánh sáng cho tâm hồn, vừa đốt nóng lòng tin yêu của chúng con. Nhờ đó, càng ngày chúng con càng tha thiết sống cuộc đời thánh thiện và chuyên lo làm việc lành phúc đức. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.